Rồi, hello anh em ha. Màu đã quay trở lại kênh của Minh Biker. Thì hôm nay là ngày đặc biệt, Minh giao một số xe. Đấy. Rồi, để Minh nghe điện thoại cái rồi Minh quay tiếp cho anh em xem ha. Quay cho anh em xem, bữa nay là mình quay là mình giao xe thôi nha anh em. Có nghĩa là anh em chốt xe hết rồi mình giao. Đây là mẫu CBR 2021 ha anh em ha. Đó, con này bản Indo, mình bán xe cho anh em rồi mà mình hỗ trợ dán đề can luôn nè, thấy không anh em. À, anh chủ là muốn lên một cái bộ đề can theo ý ảnh. Đó, bộ đề can là cá cục cưng. À, mình hỗ trợ lên luôn. Con này là bản Indo nha anh em, bản nhập thì cái xi nhan nó tích hợp. Đây, để quay cho anh em xem. Xi nhan tích hợp. Đó. Thấy chưa? Tích hợp nó rất là đẹp. Còn cái bản Việt Nam mình nó sẽ đưa ra ha. Đó, nó tích hợp vô. Rồi, đây là một em. Giao rồi nha anh em. Anh em lưu ý nha, clip này là giao rồi. Anh em lưu ý nha. Đó, mình giao xe. Mình chờ trời mưa nè anh em. Anh em xem YouTube Minh Biker trời mưa. Anh em có thể thấy trời đang rất là mưa, rất là nhẹ nhàng. Mưa nhẹ hạt. Khách chưa có qua kịp cho nên mình sắp lại mình quay clip. Bữa nay là mình giao em này nè. Đó, 221 nè. Đó, một em để sẵn nè ha. Cái này là bữa tối chủ chạy thử rồi. À, chủ xe chạy thử. À, nó dơ đường ướt nó dơ. Rồi sáng mình dậy mình vừa rửa lại. Mình thấy khó chịu mình rửa lại cho ảnh. Rồi lát nữa giao xe. Rồi. Đây có em R15-2020. Mẫu đen nhám. Lát mình cũng giao luôn. Xe này lúc mình mua là nó không có cặp kính zin đâu nha anh em. Không có cặp kính này đâu. Mình phải đặt bên Nhật về cặp kính khác anh em à. Đó, mình đặt về cặp kính khác nè, anh em thấy không, nó khác biệt không? Nó khác biệt với lại kính R15 ở trong không? Đó. Con này cũng có khách cọc rồi mà sao giờ chưa qua lấy nè. Lâu lắm rồi, mất liên lạc luôn nè. Cọc mình là 20 mấy triệu rồi nè. Cỡ một tháng nữa mà không lấy là chắc mình thanh lý ra luôn á. Cọc 25 triệu em mà chưa qua lấy. Cọc mấy tháng rồi đó. Con mắt đỏ nè. Đó. Con này là mới cọc nè, mới cọc là lát qua lấy luôn nè. Đó. Đó, cặp kính là biết bao nhiêu tiền của mình rồi đó. À, rồi. Xe rất là đẹp anh em thấy không? Rồi, tiếp theo là CB300. CB300 mình chuẩn bị giao cho khách nè. Đó, xe anh em mình là bán là anh em thấy rồi đó. Chuẩn là phải chuẩn mà đẹp mà bảo hành rồi anh em đi yên tâm. Đó, anh em cứ yên tâm, bên mình bán là không có sợ đâu, trừ khi anh em đi phá xe mới hư thôi chứ anh em mà đi bình thường dễ thương à. Không bao giờ hư, đi giống mình là không bao giờ hư. Đó. Đó như xe nè ha, lâu lâu đổi khẩu vị chân. Bỏ con này bên nhà đem con khác qua chân cho lạ lạ, chứ để chân mô tô hoài nó chát. CB là đi cũng sướng lắm nha anh em. Một máy. Đó. Có khi nào mình đem quay là khách qua là ok á. Rồi con này mình mới về nè. À, Ninja 650. Xe này toàn bộ keng nha, dán keng nguyên con luôn nha. Xe chạy 4000 cây. Một chủ đập thùng 4000 cây nha anh em. Xe vỏ chỉ gai đầy đủ nha. Mình nói là chỉ có chuẩn thôi nha anh em. Xe chỉ chạy một vết nhỏ do dắt xe trong nhà. Cái này là nó chạy đề can nha anh em. Đó, chạy keo trong thì nó chạy chút một chấm nhỏ trong thôi do dắt xe á anh em. Dắt xe cái xe này đụng xe kia á. Đó, còn cái này là đề can thôi nha anh, lột ra nó không có bị gì nữa, đề can. Đó, xe này là chùm keo nguyên con rồi nha anh em. Cho nên là mua xe cũ mà nó chạy có một xíu vậy là anh em thấy là quá ok rồi anh em. Đó, con này là Ninja 650 hai đĩa trước nè anh em thấy chưa. Đó, hai đĩa trước có chống đổ đầy đủ, hai chìa khóa đầy đủ và liên một chủ đập thùng nha. Order 4000 nha, xe lướt nha anh em, xe ốc tán đồ mới anh em nhìn là biết. Thì mình nói thì anh em chỉ có lụm thôi nha anh em, không có cái vấn đề nào xảy ra nha anh em. Đó, xe cũ mà như vậy là quá ok rồi, anh em đi về giữ luôn. Rất là đẹp, xe rất là đẹp và ke. Để quay cho anh em. Đó, mình chỉ còn hình như là một con Ninja 650 này thôi à, hết rồi, hết xe à. À, còn con Ninja 4 ở trong nữa, nhưng mà Ninja 4 ở trong cũng cùng một đứa em nó hẹn lên coi mà chờ hoài không thấy, người ta hỏi hoài không dám bán. Anh em thấy rất là đẹp không? Xe rất là đẹp và ken luôn. Anh em quay gần, mình quay thì anh em mới dễ coi. Chứ nhờ mấy anh để nó quay nhiều, đôi lúc quay cho anh em thấy mặt mình thôi, chứ mình quay là anh em coi thì nó hơi bị vip luôn anh em. Coi là khỏi sợ gì luôn.
vừa quay vừa nói cho anh em dễ hình dung. Đó, con này à, nó báo giá anh em luôn, con này mình bán anh em 135 triệu nha anh em. 135 triệu là anh em có Ninja 650 rồi nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Không có bớt đâu nha anh em, xe này giá rẻ lắm rồi, xe mình về mình thay nhớt mới rồi nha anh em. Đó. Con nào mình thay nhớt mình nói thay nhớt, con nào chưa thay nó chưa thay anh em về thay nha, tùy giá tùy xe nha anh em. Mình bán là anh em không có trả giá nha anh em. Giá không thể nào hợp lý hơn, mà anh em trả giá nữa thì thôi á, là anh em không biết tính mình rồi. Rất là vui vẻ, buôn bán là thật thà vui vẻ với anh em. Có sao nó vậy đó, xe đó mình soi hết xe luôn, chỉ có một vết chày chấm nhỏ luôn á, chấm nhỏ xíu luôn đó. Còn anh em nào mà làm khó nữa, nói chày xe chày chấm xíu thì thôi á, cái đó là khuyên anh em ra hãng mua xe mới luôn. Ra xe mua xe mới vẫn xước lông mèo vẫn chày nha anh em, khẳng định với anh em một câu luôn, xe mới vẫn xước lông mèo vẫn chày, kể cả mình mua xe hơi luôn anh em. Đó, mình mua xe hơi luôn nó vẫn xước nha, xước hai bên cái dè đó, hai bên cái dè đó. Đó, mình mua xe hơi đó nó vẫn xước hai bên cái dè, xe hơi là đập thùng nha anh em. Và lời khuyên cho anh em là tại sao anh em nói mình bán xe cũ mà tại sao không mua bán tải cũ nha anh em. Bán tải này không nên mua cũ nha anh em. Bán tải này khẳng định anh em là đừng bao giờ mua cũ luôn. Mình nói anh em là đừng bao giờ mua cũ, bởi vì sao? Bởi vì anh em coi những cái clip người ta đi off-road, người ta lội đồi, lội suối, lội nước rồi đó đó. Anh em thấy không, người ta phá xe, mua cũ không được. Và những người mua bán tải thì người ta thường tải sao, người ta chở sao, như mình mua về mình chở xe phía sau thì nó sạch sẽ. Còn có những người người ta không chở xe, người ta chở đất, cát, chở mấy cái tàu lao á. Cho nên á, bán tải mua mới đi anh em nè. Mua mới đi, dễ bảo trì bảo dưỡng. Chứ mua cũ đi nguy hiểm lắm anh em. 90% người mua bán tải là về là chạy ba cái cung đường off-road rồi tùm lum. Anh em lên mạng thấy người ta đăng tùm lum tà la đó anh em. Cho nên anh em cũng hạn chế nha anh em. Theo mình khuyên là nên mua mới. Chứ mình bán xe lướt mà mình có thể mua xe lướt được, nhưng mà không thể tin được anh em. Xe bán tải này hầu như người ta mua về là ta lẹo lội rồi tùm lum la hết. Mình coi trên clip mình thấy là chạy đèo, chạy suối rồi chạy đường bùn, đường cát đó. Nói chung anh em chạy vậy ha anh em, thì cái máy nó cũng hao mòn cao đó anh em. Nhìn ô đo thấp vậy thôi. Anh em hãy suy nghĩ nha. Một con ô đo mà chạy trong trường đua á, chỉ ô đo 2.000 thôi, nó bằng một con chạy 30.000 đường bình thường. Chạy trong trường đua là mình phải rì máy rồi đá số rồi tùm lum la hết rồi. Nói chung là anh em hãy nhớ một câu là mình quay đây là không nên mua bán tải cũ. Chắc với em luôn, anh em không nên mua bán tải cũ. Rồi vậy đi. Rồi thì không phải là cái nào nó cũng ấy, nhưng mà tỷ lệ nó cao anh em. Mình mới chơi mà mình mua cũ là dễ bị, mua bán tải là dễ bị dính đó. Chứ cũng có bán tải lướt đẹp nha anh em, nhưng mà đa số anh em coi clip là anh em thấy người ta đi off-road rất nhiều. Rồi để quay cho anh em, con này là con anh em hay hỏi, con CBR250 này là mình cho anh em chạy mượn thuê trải nghiệm nha anh em. Xe mình á thì xe can, xe đẹp đó, anh em cũng thấy cái đầu này nhiều anh em hỏi là lên bao nhiêu ha. Cái đầu này mà anh mua trong hãng là tầm 20 mấy triệu nha anh em. Cái đầu của 500 á, cái chó này không nè, cái chó này không là 20 mấy triệu nha anh em. Đó rồi anh em mới lấy cái chó này anh em chế từ cái đầu 250 qua là thành con này. Cái đầu này rất là đẹp đó, kính zin, đồ zin. Con này mình lên cũng tâm huyết cho anh em chạy trải nghiệm, cho nên á anh em giữ giùm mình là được, chứ đảm bảo này không có hư gì đâu. Xe này đẹp lắm, xe lướt đẹp lắm, không có hư gì hết. Mình lên cái bô độ nè cho anh em nè, có nghĩa là khi anh em thích ồn ào á thì anh em có thể mở cái bô ra, mở cái tiêu ra anh em ồn, còn thôi là như bô zin đó. Mình lên cái này là biển số đút gầm, đút ra đút vô. Anh em nào mà sợ công an thì anh em mở ra, không sợ công an là đút vô. Đó, nó đẹp, anh em có thể chụp hình đồ. Còn dàn áo rất là đẹp luôn, màu xám xi măng. Cái cặp gù này Minh Biker nè, gù là full titan luôn. Mình lên là 1.000.000 nè anh em. Đó, cho anh em chạy trải nghiệm mấy dòng xe mới, xe mô tô. Đó, rất là đẹp luôn anh em thấy chưa. Anh em mượn đừng có làm chày là được. Con này mình giá mình cho thuê là mình lo nhớt nhau hết luôn cho anh em rồi nha. Anh em chỉ bổ xăng vô chạy thôi. Thì một ngày anh em chạy một ngày là 700, còn mà anh em chạy 3 ngày trở lên á là 500.000 một ngày. Anh em thuê tuần là 400.000 ngày. Nói chung là cho anh em tiết kiệm chi phí nhất á. Nói chung càng thuê lâu rồi càng tiết kiệm chi phí á. Đó, anh em đừng có làm chày xe của mình là được. Hồi trước anh em mượn làm chày nè, chày chỗ này nè, nhưng mà mình vẫn không có trừ tiền anh em đâu nha. Nói chung anh em vui vẻ là được, đừng có làm bể là được nha, đừng té ngã là được à. Đó, anh em chạy xe người ta anh em phải biết giữ, còn anh em té ngã là bắt buộc anh em phải đền à. Đó, còn anh em nói cho thuê này có lời không nha anh em. Anh em nghĩ đi, con này á
người ta thuê là người ta về chạy, chạy một lần là thay nhớt, nó là hai bình nhớt là 800 ngàn. Rồi cái vỏ này mình vô vỏ xịn, vỏ này là 3 triệu cái đó, 3 triệu cái em nghĩ là đi hao mòn là như thế nào. Rồi tiếp ra nhông sinh dĩ, mình vô nhông sinh dĩ xịn luôn, anh em thấy không, đó nhông sinh dĩ xịn luôn, hình như 4-5 triệu một bộ gì đó, mình vô mình không có nhớ anh em à. Đó chân chống là mình lên chân chống fit luôn nha, đó đầu đèn xịn luôn. Xe này 3 chế độ lái, phục áp xe đam, lên ốc titan rồi này nọ cho đẹp mắt. Anh em đi chơi đi dạo phố rồi á, nó ok. Nè vỏ trước nè, đó trước sau rồi vỏ dày hết, tay con tay thắng mềm yếu luôn, anh em dễ chạy. Xe này xe lướt luôn mà anh em, xe này là xe lướt luôn á, trải nghiệm nó mới phê. Đó xi nhan ốp vô nè, ốp vàng áo nè, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Mở lên cho anh em coi nè, đó cho anh em nghe tiếng bô nè. Nhiều anh em hỏi mua lắm, nhưng mà bây giờ mình bán con này rồi á, rồi lấy xe đâu mà cho anh em thôi trải nghiệm chạy xe bọn. Bô này có tiêu nha anh em, chụp hình lại mấy anh em cái tắm là xong, mưa quá anh em chưa có qua được. Coi CB300 mình bán nè, đẹp không, báo số đâu đầy đủ, chì nè, đó xe ha, xe nào cũng có hai chì zin, mà lỡ xe người ta đưa cho mình một chì á, mình cũng cố gắng mình đánh cho anh em thêm chì nữa, đó xe tem zin còn đầy đủ luôn. Cái này bán rồi nha anh em nhìn là chỉ chảy nước miếng thôi nha. Con này cũng vậy nè, xe rất là chuẩn. Con này mình nhớ hai chì mà ở đây nè, đây là chì cắm lên đây là chì. Rồi anh em nào mà có xe phân khối lớn cần bán thì cứ alo cho mình mua nhanh gọn lẹ luôn nha anh em nào ở xa thì anh em cứ bao giấy tờ giùm mình, bao giấy tờ bao ký cho mình thì mình sẽ xách bán tải chạy xuống mua luôn đó. Còn anh em nào ở gần thì cứ ghé mình thôi, thủ tục mình lo hết. Nói chung là qua mình thì mình lo hết, còn xuống anh em mà nhiều khi dưới tỉnh rồi á, mình không có rành về cái thủ tục dưới tỉnh, cho nên anh em hỏi giùm mình đó. Còn anh em qua mình là mình lo hết sạch luôn nha anh em, lễ là anh em lấy hết xe rồi nha anh em đó. Rồi anh em nào mua xe á, thì bên mình đó có xe đồ vận chuyển luôn, ngon lành luôn. Này mình mua cũng lâu lắm rồi, hồi trước là mình có con khác nha anh em, con này là mình mới đổi nè, mình mới đổi lên con này mới chạy cho nó đã, chạy cho nó mới cũ chạy. Con này mình cũng chạy 5-7 năm là mình đổi xe khác rồi anh em. Con này mình dán cho khách nè anh em, thấy dán cái bộ đề can này được không? Khách lên ý tưởng rồi mình pha vô xíu đó, 150. Anh em chưa có xe thì coi clip cho vui nha anh em đó. Rồi hình như mình chỉ còn con Ninja 650 bán thôi, chứ lại con Ninja 400 ở trong 100 triệu, nói Ninja 400 100 triệu ở trong. Rồi ok anh em nha, rất là đẹp ha, những con xe mình tuyển và mình vệ sinh rất là kỹ nên anh em cứ yên tâm ha, mua về chỉ chạy thôi. Và đương nhiên những chiếc xe này anh em mua về chạy thời gian của em cũng bảo trì bảo dưỡng kỹ đó nha, chứ anh em bỏ cà lăng cà lóc thì nó cũng không có bền đâu nha anh em, phải bảo trì bảo dưỡng cực kỹ rồi nó mới ok. Rồi ok anh em ha. Rồi anh em có bán xe thì cứ alo cho Minh Baker, nhanh gọn lẹ nha anh em. Rồi từng em ra đi trong ngày hôm nay. Rồi bye bye anh em nha. Rồi có cái gì cứ chạy qua bên anh, gần mà bị tích cô chắc bên 10 phút. Lên mô tô là mình đề xíu cho nó bơm nhớt lên rồi mình chạy. Nhớ nha, đề xíu bơm nhớt lên chạy.
người ngồi sau hơi mệt á. Rồi bây giờ chỉ còn lại một em chờ chủ tới rước. Cái này là giống như hồi xưa đi học mầm non rồi rước từng đứa gì đó. Rồi còn em mình nữa sẽ nữa tới rước. Giờ mình giờ ăn cơm, mình kết thúc clip luôn nha anh em nha. Bye bye anh em, cảm ơn thời gian qua anh em đã xem clip ủng hộ kênh Minh Baker. Hy vọng anh em nhớ subscribe nhiều hơn để Minh mau chóng đạt được nút vàng, để nút vàng cái bên nha anh em. Rồi ok anh em, nhớ subscribe kênh Mô Tô nha. Kênh này là mô tô chuẩn, anh em thích chiếc gì là sẽ mua chiếc đó, giờ quay cho anh em xem. Ok anh em nha.